rửa ít nhất khoảng 3 lần nước hoặc đến 4 lần, và có thể là ngâm nước muối loãng để có thể rau nó sạch thêm. Thường thì mình sẽ ngâm với nước muối khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó thì mình rửa bằng nước sạch lại. Rửa thì mình rửa rau 2 lần nước và lần thứ 3 thì mình ngâm muối, mình nghĩ như vậy là đã sạch rồi. Dân, rửa rau là một công việc quá quen thuộc, nhất là với người nội trợ. Trong số đó thì nhiều người nghĩ rằng rửa rau là một công việc rất dễ dàng, trẻ con làm cũng được. Thế nhưng có một sự thật là nếu rửa rau không đúng cách thì sẽ dẫn đến rau bẩn, gây nguy hại cho sức khỏe, nhất là tình trạng bị ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Đó là chưa nói đến khả năng rước thêm bệnh. Vậy cách rửa rau hiện tại của các gia đình mình như thế nào? Nó có giống như những chia sẻ từ các khách mời vừa rồi hay là không? Và quan trọng là rửa như vậy có đúng cách hay chưa? Ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng Góc Nhìn Đa Chiều đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Một số chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm việc rửa rau có nhiễm ký sinh trùng qua 3 lần với nước sạch. Nhưng sau khi xét nghiệm lại, tỷ lệ ký sinh trùng vẫn còn ở mức trên 50,1%. Một số cách rửa rau sai lầm mà nhiều người mắc phải có thể kể đến như rửa toàn bộ rau trong chậu nước cùng một lúc. Cách rửa rau này sẽ có nguy cơ làm vi khuẩn, ký sinh trùng dễ dàng bám lại vào rau. Ngâm rau trong nước càng lâu càng tốt, hoặc cắt thái các loại rau cũ trước khi rửa. Cách làm này sẽ làm mất các loại vitamin có trong rau. Không chỉ thế, theo kinh nghiệm dân gian, nhiều bà nội trợ lại rất tin dùng phương pháp ngâm rau vào nước muối loãng trước khi sử dụng. Vì nghĩ rằng dung dịch nước muối có tính kháng khuẩn sẽ làm sạch được các loại vi khuẩn, ký sinh trùng và làm tăng đi các hóa chất công nghiệp có trong rau. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Thật ra thì khi chúng ta dùng muối và chúng ta dùng các cái nước rửa như thế thì nó hoàn toàn nó không đi hết được các cái hóa chất, là các cái thuốc dư lượng thuốc trừ sâu nó còn ở trong đó thì hoàn toàn không thể đi được, bởi vì là trong cái thuốc trừ sâu ngoài những cái hoạt tính, ngoài cái hoạt chất người ta dùng để mà tiêu diệt cái con côn trùng này nọ kia đó, thì người ta có thêm các chất phụ gia khác, thì cái chất phụ gia đó là những cái chất mà nó giúp cho cái hoạt chất này nó ăn sâu vào trong cái rau hoặc là nó bám dính trên cái rau để mà cái thuốc nó có hiệu quả. Cho nên khi chúng ta rửa là rất khó mà chúng ta có thể rửa đi được hết các cái dư lượng thuốc trừ sâu. Còn chúng ta rửa nước muối thì nó không có tác dụng lắm, bởi vì là nếu mình rửa nước muối mà muốn có tác dụng tiêu diệt vi sinh thì cái nồng độ muối phải cao, mà cao như thế thì cái rau mình nó sẽ bị dập hết. Nhiều người còn có sở thích ăn rau sống trong các bữa cơm. Thế nhưng, đây là thói quen nguy hiểm, bởi rau sống là thực phẩm rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng. Nếu không qua quá trình nấu chín, các loại độc tố còn tồn dư trên rau vẫn chưa được phân hủy, đi vào cơ thể, sẽ tích tụ trong gan, gây nguy cơ ung thư gan. Trên thị trường hiện nay, vẫn còn nhiều loại rau tồn đọng các hóa chất bảo vệ thực vật. Và việc vô tình ăn phải các loại rau củ quả này chính là một trong những lý do hàng đầu khiến cho gan nhiễm độc. Trong khi quan niệm ngâm nước muối lại hoàn toàn sai lầm, thậm chí là còn khiến cho các hóa chất có trong rau khó hòa tan trong nước. Ăn các loại rau dư lượng thuốc nhiều sẽ khiến cho gan phải gồng mình để đào thải độc tố. Lâu dần thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi. Theo các chuyên gia, gan là cơ quan chịu sự ảnh hưởng đầu tiên của nguồn thực phẩm bẩn, độc hại được cơ thể dung nạp hàng ngày. Các hóa chất bảo vệ thực vật trên rau không được rửa sạch khi vào cơ thể sẽ khiến độc tố tích tụ, bủa dây và tấn công phá hủy tế bào gan, dẫn đến nhiều bệnh lý gan nguy hiểm. Rửa rau sạch đúng cách tưởng dễ mà khó. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh, cần lưu ý những vấn đề sau. Ngâm rau trong khoảng 5 đến 10 phút với nước sạch hoặc nước vo gạo để trung hòa độc tố thuốc trừ sâu. Những loại củ quả có lượng thuốc trừ sâu đậm đặc như dưa chuột, cà tím, tốt nhất nên rửa sạch, gọt vỏ ngoài rồi mới sử dụng. Sau khi rửa sạch, chần qua rau bằng nước nóng 2 phút sẽ làm cho thuốc trừ sâu phân giải, suy giảm đến 30%. Sau đó, khi nấu ở nhiệt độ cao sẽ tiếp tục tẩy trừ được 90% lượng thuốc trừ sâu. Nên rửa rau dưới vòi nước giấy, vừa chà rửa nhẹ bề mặt rau, vừa lắc lắc tay cho chất bẩn trôi theo dòng nước. Để rau dưới ánh nắng mặt trời 5 phút, lượng thuốc trừ sâu tàn lưu trên rau như thủy ngân, clo hữu cơ giảm được khoảng 60%. Nếu trước đó nhiều người cho rằng rửa rau là việc làm đơn giản thì có lẽ giờ đây phải thay đổi suy nghĩ.
Thực tế ngày nay tình trạng dùng phân thuốc cho rau, củ ở nước ta đang ở mức báo động. Do đó để bảo vệ cho sức khỏe trong vấn đề ăn uống thì việc biết thêm một vài kinh nghiệm là điều cần thiết. Hy vọng thông tin vừa rồi sẽ thật hữu ích cho quý vị khán giả. Còn bây giờ, Quỳnh Như xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các kỳ sau.